Lần này đi theo đồng chí Tư để lên núi để thăm Hồ Tử Vi. Đồng chí nữ trí thức trẻ này là người đồng hương của tôi. Giao cho hai người giúp đỡ cô ấy nhé. Đưa đến bên cạnh lò sưởi. Ba người cùng nhấc bổng và đỡ. Đưa cô ấy đến bên cạnh thùng dầu lớn. Gương mặt đã đen thui rồi, Hồ Tử Vi ngồi xuống. Nhanh chóng cấp cứu cho đồng Phùng Cầm để cô ta tỉnh lại. Làm đi làm lại như vậy, khoảng hơn 10 phút trôi qua, gương mặt đen thui của đồng Phùng Cầm từ từ tẩy đi. Đồng Phùng Cầm từ từ mở mắt ra, nỗi tuyệt vọng khi bị bỏ rơi, nỗi sợ hãi trước khi ngủ. Trong tích tắc tràn vào đầu cô, đừng làm hại tôi, đừng làm hại tôi. Khi thân hình đổ ngã ra sau, đầu óc một mảnh trống rỗng, phía sau cô là thùng dầu lớn. Không cảm nhận được kẻ nóng rực như tưởng tượng khi va đập vào thùng dầu, mà là một vòng tay hơi cứng lấy. Cô không sao chứ? Hồ Tử Vi mở mắt ra, phát hiện mình đang được một người đàn ông ôm vào lòng. Sau khi thấy cô không sao, người đó đỡ cô đứng dậy, buông tay ra, đẩy ra ngoài ba bước. Trời ơi, tay đã bong ra một miếng da rồi. Ai có khăn tay ở đây không? Đừng để cho nhiễm lạnh đó. Tôi có, Hồ Tử Vi chưa kịp từ chối thì Triệu Vĩnh Mai đã lấy khăn tay trực tiếp bọc vết thương cho Hồ Tử Vi. Vừa rồi cảm ơn khi anh. Trở về doanh trại sẽ đổi cho anh một khăn mới. Tử Vi, xin lỗi, tôi tưởng mình đã ngủ rồi nên lúc tỉnh dậy vô tình làm cô ngã. Cô đừng trách tôi nhé. Đồng Phùng Cầm thật ra nên trách cô ấy. Hồ Tử Vi đã bỏ rơi một mình cô ấy trong tuyết gió, không ngủ cũng nuốt không trôi lúc bỏ rơi Đồng Phùng Cầm một mình nơi đó. Hồ Tử Vi đã nghĩ đến những điều này. Chị Phùng Cầm không hiểu được, đương nhiên sẽ không trách chị, vì với một người phụ nữ mà nói bị hủy dung nhan cũng chẳng khác gì ngủ rồi. Em nói bị hủy dung nhan là có ý gì? Trước tiên đừng vội, vẻ đẹp nội tâm mới là vẻ đẹp thật sự. Đúng vậy, tai có thể che tóc khuất mắt, không ai có thể nhìn thấy khuôn mặt đáng sợ đó. Để Hồ Tử Vi nghĩ cách giúp cô đi. Hai người khuyên bảo thì tốt rồi, nhưng càng khuyên nhủ, Đồng Phùng Cầm càng nóng giận hơn. Chuyện gì vậy? Đồng Phùng Cầm đã tức giận rồi, không còn vẻ ôn hòa giả tạo như trước nữa. Chị Phùng Cầm, lời đồng chí Triệu và đồng chí Hà nói đều đúng, tai bị rơi rồi, có thể dùng tóc che đi chỗ bị đóng băng trên mặt. Khi về doanh trại sẽ giúp chị nghĩ cách giải quyết. Hồ Tử Vi chỉ nói đến hậu quả khi mất tai thôi, chứ không nói là tai cô ấy đã bị rơi rồi. Hồ Tử Vi đã học được chiêu của Tôn Hướng Hồng và áp dụng luôn với Đồng Phùng Cầm, khiến cô ta hoảng sợ tột cùng. Là do chính em, cô cố ý bỏ rơi tôi. Đồng chí Đồng, cô bình tĩnh lại đã. Đúng vậy, sao có thể trách đồng chí Hồ được. Tử Vi, tại sao em lại đối xử với tôi như vậy? Tôi đi xuống nông thôn vì chăm sóc em. Vì em mà tôi phải chịu bao nhiêu khó khăn. Chính vì muốn thăm nom em nên tôi mới lên núi. Nhưng tại sao em lại tàn nhẫn thế? Chuyện gì vậy? Đội trưởng Đồng Phùng Cầm, tai và mặt đã bị thương. Ban nãy chúng tôi đã xử lý sơ qua cho cô ấy rồi. Chúng tôi khuyên cô ấy đừng lo lắng, sẽ không bị hỏng mặt, cũng sẽ không bị rơi tai. Nghe vậy cô ấy hơi kích động, một hồi vẫn chưa bình tĩnh trở lại. Không nhìn đây là hoàn cảnh thế nào, chuyện riêng tư giữa cá nhân mà đem ra chiếm dụng thời gian tập thể, chiếm dụng tài nguyên tập thể, trong lòng có thấy xấu hổ không? Đây là nơi làm việc. Muốn diễn kịch tiểu thư tư bản một bài à? Thay đổi địa điểm đi. Đội trưởng Lý, tôi phải nể mặt anh mới được. Đêm qua bắn pháo khói lớn, tôi và Tiêu Thụ cùng với các đồng chí đi xuống núi, đã không nhìn rõ đường đi nữa, suốt đêm lo lắng cho các anh. Đồng chí Tử, không giấu anh, đêm qua nếu không phải Hồ Tử Vi đốt lò sưởi dầu, thắp lò sưởi, em rằng chúng tôi thật sự gặp nguy hiểm rồi. Đội trưởng Lý, xí nghiệp các anh đã tìm được một mầm non tốt đấy. Ban đầu đồng hương của Hồ Tử Vi muốn giữ cô ta lại, nhưng Hồ Tử Vi từ chối. Cô gái nhỏ có ý thức muốn cao, đến nơi khó khăn tự rèn luyện mình, về mặt tư tưởng và phẩm hạnh rất tốt, một mầm non không tồi, hãy đào tạo cẩn thận. Yên tâm đi, tài năng như thế này rơi vào nông trường của chúng ta, các anh ở nông trường ngân phần không cần lo đâu. Bây giờ tuyết rơi nhiều thế này, gửi gỗ xuống núi càng tốn thời gian hơn. Toàn bộ nông trường ngân phân dưới có hơn 10 nông trường đều trông chờ vào số hàng đến để qua đông. Tôi sẽ xuống núi về nông trường bản để báo cáo tình hình. Ngày hôm đó, cùng với những người mang hàng đi xuống núi, Đồng Phùng Cầm cũng đi xuống núi. Sau đó Lý Học Công triệu tập mọi người họp. Nông trường của chúng ta mới được thành lập năm nay. Nói đến trên núi, tôi chỉ nghĩ đến việc hoàn thành nhiệm vụ, chưa cần nhắc đến vấn đề sinh hoạt của cán bộ công nhân. Đây là sự vô trách nhiệm của tôi với tư cách đội trước trường. Trước tiên tôi tự kiểm điểm bản thân. Tiếp theo, gọi các anh tới. Với tư cách là lực lượng nòng cốt của nông trường, là lực lượng được đào tạo từ về công vấn nhân đề xây dựng nông trường trong tương tôi lai, tôi cũng muốn lắng nghe ý kiến và suy nghĩ của mọi người. Trong lần họp đầu tiên, Hồ Tử Vi vì đề xuất xây doanh trại mà bị phê bình là chủ nghĩa hưởng và bị học tập rèn sau lần trải nghiệm đó, bây giờ cậu ta chuẩn bị sẵn không đề xuất gì nữa. Bởi không ai nói thì tôi xin nói vài lời, vấn đề doanh trại cần phải giải quyết. Chỉ là lúc này trời lạnh đất nóng, nếu xây dựng sẽ không thực tế. Tôi đề nghị tạm thời dựng nhà tranh và đốt lửa sưởi, chỉ cần đốt lò sưởi bằng chúng ta là nông trường có đủ cây tre, điều không thiếu nhất chính là tre. Mùa đông năm nay chúng ta có thể vượt qua. Lần họp trước Hồ Tử Vi cũng đã đề xuất xây doanh trại rồi, lúc đó tôi thiếu sự cân nhắc, chỉ nghĩ đến lợi ích, chú trọng đến lợi ích tức thì mà không cân nhắc đến đời sống và sức khỏe của công nhân. Việc này tôi phải xin lỗi đồng chí Hồ Tử Vi. Với tư cách đội trưởng, tôi cũng phải phê bình bản thân mình, cần lắng nghe ý kiến của quần chúng nhiều hơn. Đội trưởng, lúc đó anh không xây doanh trại cũng là vì muốn nông trại của chúng ta hoàn thành nhiệm vụ nhanh chóng, điều này không thể trách anh được. Nói ra thì cũng tại tôi, Hồ Tử Vi còn trẻ tuổi nhưng rất có năng lực, là một nhân tài xuất sắc. Khi thấy người tài năng như vậy, tôi luôn lo lắng họ đi sai đường lối, tôi quá lo lắng mất thôi. Người nên xin lỗi Hồ Tử Vi chính là tôi. Đồng chí kế toán Tôn, đừng nói vậy.
Tôi còn trẻ, thiếu kinh nghiệm. Ở nông thôn mới chưa có kinh nghiệm của những người đi trước. Chính là lúc cần học hỏi mọi người và được mọi người chỉ bảo. Tôi chưa dám nhận lấy hai từ xuất sắc đó. Trong những ngày sắp tới, tôi chỉ hy vọng mình có thể theo kịp bước chân của mọi người, cùng nhau xây dựng tốt nông trường. Đồng chí Hồ Tử Vi quá khiêm tốn rồi. Khiêm tốn là điều tốt, nhưng cũng không được phủ nhận chính mình, phải khẳng định được ưu điểm của bản thân. Học tập là điều hay, từ việc thảo luận với mọi người, rút ra điều hay bổ sung điều để tiến bộ hơn. Đây là ý tưởng tốt, đáng để mọi người cùng học tập. Đồng chí Lý Học Công đã khẳng định năng lực của Hồ Tử Vi, đồng thời cũng khẳng định phẩm hạnh của cậu ấy. Và từ tháng sau đồng chí Tôn sẽ đi học đại học. Chúng ta cần một người đảm nhận công việc kế toán tại nông trường. Các anh nghĩ sao? Đội trưởng, tôi muốn đóng góp một phần sức lực cho nông trường. Đồng chí kế toán Tôn, trước khi rời đi, hãy bàn giao công việc cho Triệu Vĩnh Mai. Còn đồng chí Tư, lần trở về này sẽ phản ánh tình hình của nông trường với Ngân Phân. Tôi đoán Ngân Phân sẽ cử người đến đốn gỗ, giúp chúng ta giảm bớt gánh nặng. Như vậy chúng ta có thể tách một bộ phận ra để giải quyết vấn đề về chỗ ăn ở trước. Này Tử Vi, cậu xem có điều gì cần lưu ý không? Đội trưởng, nếu anh cho tôi phát biểu ý kiến, vậy tôi cứ nói hết suy nghĩ. Vấn đề chỗ ăn ở là một mặt, vấn đề nước sinh hoạt cũng cần giải quyết. Hiện tại mọi người dùng nước đều bị hạn chế mỗi ngày mỗi người, rất bất tiện trong sinh hoạt. Tất cả đề xuất là xây doanh trại ở chân núi thì có thể đào giếng. Vấn đề nước sinh hoạt được giải quyết dựa vào suối nhỏ trên núi không phải là giải pháp lâu dài. Nếu xây ở dưới chân núi, mọi người mỗi ngày lên núi đốn gỗ sẽ tốn rất nhiều thời gian đi lại. Vấn đề nước sinh hoạt dễ giải quyết hơn. Lúc lên mỏ có thể đi về hướng tây múc nước, cách đó 5 dặm đi về. Trước khi thực hiện, tôi vẫn muốn phản ánh với đội trưởng, ngày mai khi vào xuân chúng ta có thể dẫn nước suối về phía doanh trại được không? Như vậy mọi người cũng không cần phải đi lấy nước nữa. Mùa đông vấn đề nước sinh hoạt dễ giải quyết. Trên núi, thứ không thiếu chính là tuyết, có thể nấu chảy tuyết để dùng. Hồ Tử Vi đưa ra hai ý kiến, nhưng đều bị Tôn Hướng Hồng phủ nhận. Đội trưởng không ngăn Tôn Hướng Hồng lại, có vẻ cũng đứng về phía Tôn Hướng Hồng. Bốn vị đồng chí nói rất đúng, đồng chí Triệu Vĩnh Mai cũng nói ý kiến của mình. Tôi đồng ý với ý kiến của đồng chí Tôn Hướng Hồng. Mùa đông vấn đề nước không phải vấn đề, hiện tại cần giải quyết chỗ ăn ở trước. Đội trưởng, anh cứ tổng kết lại đi. Ý kiến của Tử Vi rất hay, nhưng như lời đồng chí Tôn nói, làm như vậy sẽ gây lãng phí thời gian lao động. Lên núi sẽ tốn phần lớn thời gian. Ý kiến của tôi phù hợp với cô ấy. Vậy bây giờ chúng ta cứ làm như những gì đã bàn trước. Trước hết dùng gỗ dựng nhà tạm, đợi trời vào xuân sẽ xây dựng bằng bê sau tông. Sau khi xây dựng doanh trại bằng bê tông xong, mọi người tan họp trở về doanh trại. Chú ý chăm sóc vết bỏng, đừng chủ quan. Bác Thẩm, bác có bị ốm không vậy? Đêm qua bão lớn, lều bị cuốn bay mấy lần. Có lẽ lúc đó bác bị gió thổi ra ngoài. Tối nay tôi tự tìm thuốc uống vậy. Bên này có ít thuốc cảm, lát nữa sẽ đem cho bác, cháu cứ giữ thuốc lại để tự chữa trị. Bên này có, tôi khỏe mà. Khỏe sao lại cần thuốc? Thuốc là để chữa bệnh mà, chỉ khi cần thiết mới dùng thuốc mới phát huy giá trị của nó. Nếu có thuốc thật thì bác đã uống rồi, chứ làm gì chịu đựng đến bây giờ. Vậy thì tôi không khách sáo với cô nữa. Đúng là như vậy rồi, trước tiên tôi về lều rồi sẽ mang qua cho bác. Khi trở lại lều trại, hôm qua các anh không về, lều trại bị bão thổi bay mấy lần, đồ đạc trong lều cũng bị cuốn bay tứ tung. Phó đội trưởng Tiêu dẫn người ban ngày mới nhặt hết đồ đạc lại. Tôi nhận ra được chăn màn của cô. Cô xem có mất đồ gì không? Hồ Tử Vi nói không mất đồ gì. Tối nay ai ra muộn sẽ không có phần ăn tối. Tối nay có gì ngon? Tôn Hướng Hồng sắp đi học đại học, nói tối nay tổ chức ăn mừng một chút, lấy phần khẩu phần của cậu ấy chia cho mọi người. Tôn Hướng Hồng thật hào phóng, trước khi ra đi còn muốn được nâng đỡ. Liên kết phe nhóm, kiếm lòng tốt với người khác. Nếu sau 2 năm học đại học có thể tìm được nơi tốt hơn thì tự nhiên là tốt rồi. Nhưng nếu không nơi nào nhận và phải trở về, trong mắt mọi người vẫn là chỉ tốt. Là Hồ Tử Vi không thấy cách làm của Tôn Hướng Hồng là việc hay. Được nhận vào trường công nông binh do trực tiếp đồng chí Lý Học Công quyết định một cách đơn không phương. Hề tổ chức bầu cử trong công nhân, rất dễ gây bất mãn trong lòng một số người. Không phải Hồ Tử Vi ghen tị với Tôn Hướng Hồng, nhưng trước khi nhập học và ký tên vào giấy nhập học thì sự việc vẫn có khả năng xảy ra biến cố. Tôn Hướng Hồng thông minh như vậy mà không để ý điều này chắc là quá vui mừng rồi. Vì thuật toán chỉ đề xuất những video nhiều like, các bạn dành ra 1 giây cho S1 like nhé. Cảm ơn các bạn, chúc các bạn có những giây phút xem phim vui vẻ.